chưa? Ừ. Lên thế nào? Lầy hơi nó thoát ra, ngoài. Ủa ông ơi, cái gì ngộ vậy? Sao tay chống đất, tay chống sàn? Vậy là ướt cái điện thoại rồi. Ôi ôi. Ướt đồ ba nè. Ướt điện thoại ba rồi, hư rồi, lấy đâu ba xài. Hang ơi, con leo lên bực đó, con đứng nhảy xuống ha. Ừ, nhảy xuống bên kia bơi. Hả? Một hai ba nhảy rồi. Ước máy ba. Hả? 9 giờ mấy hả? Để chú coi coi.